Quỳnh Hương, Blog Mail Bình Úc. Kính chào quý bà con, cô, chú, bác, anh chị em cùng các bạn thân mến. Hương kính chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, may mắn, nhiều thành công trong công việc. Hôm nay, Hương Mail Bình Úc mời cả nhà cùng đi với em khám phá một địa điểm rất là tuyệt vời vào mùa thu của năm 2024, Cầu Dây tại Fairfield. Là một địa điểm khá là tuyệt vời với một không gian rất là rộng lớn. Vào những ngày lễ hoặc holiday hay chủ nhật thì khách phương xa thường thường hay đến ở đây để tham quan hoặc là picnic. Quá chừng dây cáp này nè. Cầu dây này bắt cũng rất là công phu. Và hai cọng dây cáp này quý vị. Cầu dây này bắt cho những người đi bộ qua lại, xe đạp vẫn đi được, nhưng mà qua cái cầu này thì phải dẫn bộ. Đây là một phong cảnh tuyệt vời. Xong mình quay sợ rớt, anh hai nhắc nhở. Số trăm cây thì lại đây ta làm picnic á. Tại nơi đây là một phong cảnh đẹp tuyệt vời cho người ta đi picnic.
mấy ngày lễ á, người ta sẽ có dân liều, người ta ở đây chơi và nướng barbecue rồi luôn á quý vị. Một không gian rất là rộng rãi. Chỗ này cho mướn xuồng để bơi vòng vòng. Le le dịch nước. Sông nước miền Tây của Úc. Bên đây là nhà hàng. Ồ, ngọc. Ngọc ngọc không? Ngọc y gì nha. Tê lè. Ồ, quá trời bự. Cái con này bự quá. Trên này là nhà hàng. Mới cắt rồi đó, đâu có cái nhà hàng. Nhà hàng trên dòng sông Fairfield ở bên cầu dây. Thật là đẹp tuyệt vời, với một phong cảnh thật là thú vị, thơ mộng. Thank you.
kết thúc. Kính chúc quý bà con, cô, chú, bác, anh chị em xem clip thật là vui vẻ. Và nhớ đừng quên bấm đăng ký ủng hộ giúp cho Quỳnh Hương này nhé. Em rất chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.